đào thử vô kênh YouTube của mình coi thử có ai bình luận không. Ồ có nè, gì đây, Shader đẹp phết, rảnh ghé ủng hộ video mới của mình nhé, cảm ơn. Ồ chắc có thể là ông này mới làm YouTube nè, đâu để vô coi thử coi. Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chơi Minecraft. Và hôm nay không có để webcam nữa. Và đi về cho nó bớt ồn đây. Rồi, thì hôm nay tôi không có để webcam nữa bởi vì đơn giản là thấy nó sao ta. Thì để webcam thì tôi sẽ có nhiều cái để mà chỉnh sửa cho cái video của tôi hơn, nhưng mà thôi tôi thấy nó hơi phiền. Rồi hiện tại bây giờ không có đèn, nói chung bữa nay tôi muốn để, nói chung là bữa nay tôi không muốn để thì thôi, mà tự nhiên không có hứng thử để. À, tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện đó. Các bạn có thấy coi, các bạn coi đoạn đầu video chắc các bạn cũng biết là như vậy đó. Thì đó là tôi nói thẳng luôn là tôi chưa bao giờ tình ở trong đời, tôi chưa bao giờ thấy một cái chuyện nào trên đời mà nó ngược đời theo một trong đời như vậy. Trong đời tôi chưa bao giờ tình thấy một cái chuyện nào mà nó ngược đời so với như trong cuộc đời tôi như tôi từng gặp luôn. Bình thường á là gì, là cái thằng bình thường á là cái thằng mà ít sức đúng không, ít sức phải 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 đi qua bên trên ba cái kênh của mấy thằng mà nhiều sức để mà phòng bình luận viết vài câu linh ta linh tinh rồi nói là mình mới làm YouTube ủng hộ mình nhé rồi các thứ rồi. Mà đằng này hai kênh ông đó là được hơn 1.000 người đăng ký, trong khi đó tôi có 100 quá, kênh của tôi có 100 mấy chục người à. Vậy mà ông đi vào, ông đi vào ông nói là có nhiều ai ủng hộ mình nghe. What the hell? Tôi đọc xong câu đó tôi thì chứ tôi nhìn cái kênh của ông, tôi nhìn lại cái kênh tôi cảm thấy kiểu như là ngược đời theo một cách rất là ngược đời, nhưng mà tôi chưa có nhìn thấy tôi từng thấy trong đời bao giờ, không thể nào hiểu nổi. Rồi sau một hồi chặt cây xong thì nói chung thì sau một hồi chặt cây xong thì bây giờ tôi sẽ thu hoạch lúa đi để mà cho mấy bé bò, cho mấy bé bò, mấy bé bò của chúng ta ăn. Tôi thật nhiều bạn luôn là bây giờ không hiểu sao mà tôi cứ cảm thấy chán mọi người, nhiều lúc tôi cảm thấy chán. Nói ra thì các bạn nói tôi là tôi nói ra thì các bạn nói tôi là than vãn rồi này kia nói cái thứ, thực sự bây giờ là tôi không biết tôi đang làm gì luôn này. Tôi không biết là tôi đang làm cái gì, nghĩa như là đi học thì cứ muốn nghỉ, làm YouTube thì cứ làm qua loa, không có kiểu như là chuyên tâm á, là qua loa nó mới chuyên tâm, chứ nó mới chuyên tâm á. Cho nên là tôi không biết là bây giờ tôi đang bị cái gì, thu hoạch lúa này là cũng xong rồi. Bây giờ mà tôi không, nói chung là tôi không nhớ cái này là tôi nói cho bạn nghe chưa? Mà tôi nói chung là không nhớ nói các bạn nghe, thôi nói lại đi chứ chắc anh. Là các bạn thấy gì lạ không? Lại ồn ào nữa rồi. Các bạn thấy có điều gì lạ không? Các bạn thấy có điều gì lạ không? Cái hòn đảo của chúng ta đã bị san phẳng rồi. Oh yeah, cái hòn đảo chúng ta đã bị san phẳng rồi. Và tôi chỉ là người làm rồi. Nói chung là tôi đã san phẳng cái hòn đảo này. Các bạn nhìn ghê chưa?
tôi đã sang phẳng cái hòn đảo này, nó sang phẳng cái hòn đảo này luôn. Đó, thật một cái như vậy nè. Đây, mọi người không tin đúng không? Đó, cá bên kia kìa. Mọi người thấy cái đảo bên kia nhìn quen không? Đó, giờ quay lại đây nè, thấy quen quen không? À, cái chỗ này nhìn quen không? Đó, chỗ này nhìn quen không? À, à, cái hồ này nhìn quen không? Sang thẳng rồi đó, giờ chỉ còn lại vậy thôi đó. Đi vào quá ghê luôn chứ không ghê. Trời ơi, tôi mà không giận rồi. Hôm nay là thứ hai, mà thứ hai là ngày đầu tuần, ngày mai tôi vẫn còn phải đi học, mà vẫn còn phải đi học thì tôi phải, thì mọi người biết à, phải coi bài vở được các thứ này kia nọ đó, cho nên là tôi không có thời gian. Tôi sẽ thịt vài con bò. Tôi sẽ thịt vài em nha. Ta đã có được 6 cái miếng da. 6 miếng da. Đây vậy nè. Đây các bạn, như bạn thấy là cái cúp của tôi nè. Tôi dùng cho mục đích đó là sang phẳng hòn đảo này thì gần hư gần hết rồi. Đó. Thì tôi thấy là không ổn cho nên tôi ra tôi quyết định chuyển sang cái cúp đá, cái cúp đá. Đó. Rồi, 6 cuốn sách tương đương với 2 cái giấy sách. Rồi, lấy này bỏ vào. Đó. Xong, chúng ta đã có được 2 cái sách. Thêm 2 cái trong đây nữa thì phải. Tôi nhớ là tôi còn 2 cái nữa ở đây. Không, còn chúng ta đã có được 4 cái rồi. Chúng ta cần thêm 2 cái nữa là, chúng ta cần thêm 2 cái nữa là chúng ta đã đủ chọn bộ 15 cái cho các bạn phù phép của chúng ta. Bây giờ cái gì 2 cái nữa thì chúng ta cần thêm 2 cái da. Rồi. Rồi, 2 miếng rồi luôn. Đủ rồi. Xong rồi. À không, tính toán lộn. Chúng ta cần thêm 2 cái cải sách nữa vì chúng ta cần tổng cộng với thêm là chúng ta cần thêm 6 cái miếng da nữa. 6 cái miếng da nữa thì bây giờ chúng ta đã có được 2 miếng da rồi thì chúng ta phải lấy thêm tổng cộng 4 cái miếng da nữa. Rồi mà khả năng tính toán đỉnh cao của một nhà thiên tài bất học ở thế hệ tương lai sau này mình mới có được. Mọi người đừng cười chê tôi, cái đó là chuyện nhỏ nhỏ tôi là thiên tài rồi, làm sao mà có thể không biết được đó. Đủ rồi. Hay quá, đủ rồi. Ha 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 ha. Bộ
tôi sẽ xây một cái cầu bắc từ cái hòn đảo này qua hòn đảo bên kia. Đó. Cầm nước đây đi. Cho nó xoay. Đây thì có nhìn âm u quá, không có cho âm u quá nó cũng được đẹp lắm. Đây nữa, rồi. Rồi bây giờ thì ta sẽ đặt vào. À để xem nào. Vậy vậy. Vậy. Rồi đâu đếm thôi, đủ 15 cái chưa? Đủ 15 cái rồi mọi người. Đủ 15 rồi, đủ 15 rồi, cấp 30, cấp 30. Chấm ống 3. Rồi ok. Bây giờ là mọi người đừng có lo. Bây giờ nó không ra gia tài đúng không? Mọi người đừng có lo. Mọi người cứ... Bây giờ tôi sẽ cứ phù phép. Tôi sẽ phù phép luôn, tôi vẫn sẽ cứ phù phép khí đại luôn. Và sau đó tôi sẽ bắt một con, có thể là tập sao nữa, tôi sẽ bắt một con dân làng tôi đem về cho nó học một cái nghề nào đó, cho nó học một cái nghề mà cái gì là nói cái nghề gì mà bán đồ công cụ á, để mà cho nó bán đồ kim cương như chúng ta đó. Cái con nó sẽ có bán đồ kim cương như đó, ví dụ như là sẻng kim cương nè, rồi kiếm kim cương nè, cũng kim kim cương rồi đó, cái con dân làng cho nó đó. Nó sẽ rất là lạnh. Tôi xem nào. Đầu tiên thì người sẽ cất hết những tất cả những cái thứ linh tinh nha. Sẻng xin rồi cất vô hết đi. Cái gỗ này bỏ vô đi. Lấy cái gỗ này ra nè. Này, cái này luôn. Mày tay nè, bò nè, cái này nữa, rồi rồi hả, rồi chúng ta hết rồi, bây giờ thì mình sẽ làm cho mình một cái rìu sắt. Tôi sẽ làm cho mình cái rìu sắt. Rìu sắt phải đào nó nhanh mà. Chưa nhiều gỗ đá, nhiều đá đào lâu lắm. Rồi. Đây còn cái gân trống này, bỏ vô luôn. À, cái đồ linh tinh linh tinh này. Rồi. Giờ thì cái đoạn này, cái công đoạn này mình cái công đoạn mệt mỏi nhất này. Chúng ta phải đo, chúng ta phải lường, rồi chúng ta phải làm đủ thứ hết để mà cho ra được một cái cầu gọi là tương đối là một cái cầu tương đối là đẹp. Nói chung là nó sao đó. Nói chung là sao cho nó đẹp rồi đẹp đó. Xong rồi mọi người. À, thì tôi chỉ định dự định xây cái cầu một cách đơn giản thôi. Tôi dự định xây đơn giản thôi. Nhưng mà không hiểu sao cuối cùng xây đi xây lại nó ra đẹp gì luôn. Đó. Thì theo như bạn thấy, đây là cái hình cầu nó chẳng giao cái gì cả. Thật. Cái hình cầu của nó chẳng giao cái gì hết trơn. Vậy mà tháp cũng lên tháp, đền cũng đền. Rồi chùa cũng chùa, nghiêng cũng nghiêng. Rồi nhìn chả đẹp thế nào. Mình không kể nữa.
Thôi kệ đi, tôi nói chung bây giờ nó xây được thì dữ lắm rồi, thì tao bây giờ hỏi lại chung lại lắm rồi, xây được sao cái gì xây được xấu cũng kệ bè đi, cũng chán lắm luôn rồi đó, chờ nó vậy là đó. Mấy ông thấy đẹp thì mấy ông cứ chê, còn mấy ông thấy chê mấy ông gì được, mấy ông cứ chê, còn mấy ông thấy xấu thì mấy ông cứ chê đại đi. Tôi giờ tôi không quan tâm nữa đâu. Bây giờ tâm hồn của tôi là ngã theo cõi Phật rồi, đó, cho nên là ngã theo cõi Phật rồi, đó, đu đưa theo cõi Phật rồi, đó, cho nên là không còn là vương viễn hồng trần nữa đâu. Cho nên là mấy ông thôi đừng có cái gì là sao ta, đừng có cái gì là tưởng tôi chê xong rồi tưởng tôi dễ đâu vợ kiểu đó, tôi có bị gì đâu. Mọi người yên tâm, tôi bị gì đâu. Rồi thôi, tôi sẽ kết thúc video ở đây thôi. Vì trước khi kết thúc video này, tôi sẽ làm một số cái gì sẽ chút đây. Không có cái gì xảy ra là hình như là tôi cầm hạt sắt rồi. Đúng rồi, chúng ta cầm phải có cái hạt sắt. Rồi, giờ tới những cái đèn, đèn lồng và gặp đèn một cái, gặp đèn một cái. Chèo là đó, hay chưa. Đó. Rồi, tôi sẽ... làm cái hàng rào để mọi người gắn như trong này quá, kia để cho nó kiểu như đỡ bị thô, nó để kia cho nó đỡ bị thô. Còn trên đây một cái nữa, tôi sẽ cho nó gắn được. Sao cả bây giờ tôi quậy rồi đó, giờ gắn cho đi cũng chín giờ mấy, còn 10 giờ rồi. Bây giờ chúng ta cũng phải kiểu như là sao ta, chỗ đó nó cứ sợ âm Reaper hoài rồi. Bây giờ thì chúng ta phải tranh thủ đó. Ở đây, ở game mấy cái hạt sắt hết đi. Sau đó tôi sẽ làm một số cái lồng đèn. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ cần thêm hai cái hàng rào nữa. Đó, chúng ta cần thêm hai cái hàng rào nữa. Rồi. Rồi, đầu tiên là phải gặp đây chứ cái này. Xong rồi, lại đây em, cái con này nó nổ dưới nước thì nó không bị sao nha mọi người. Con này nếu mà nó nổ dưới nước thì những cái bờ lọc xung quanh, những cái khối xung quanh nó sẽ không bị phá hủy nha, đỡ rất nhiều luôn. Được không? Tôi nhìn thấy mọi người nhìn thấy được không? Cái viên tôi thấy xấu quắc rồi đã. Cái viên tôi nhìn thấy xấu quắc xấu quá luôn, không có đẹp chút nào cho thôi. Thiệt. Viên tôi thấy xấu quắc luôn, không có đẹp chút nào nữa, hết trơn rồi. À. Rồi bây giờ thì sao ta? Chỗ này thì nó hơi tối nè. Bây giờ mình chia ra đi. 1 2 3 4 cái căn cứ đi 4 ô, tôi sẽ đặt một cái
Trời, mọi người coi kìa. Nè, mọi người coi nè, đúng không? Cái cầu này á, cái cầu này thôi tôi bắt từ cái đầu bên kia, cái tôi bắt qua cái đầu bên đây á, tôi chỉ bắt thế đại thôi. Tức có nghĩa là cái số lượng mà lửa chạy mà tôi làm á, tôi chỉ kiểu như là làm đại vậy đó, chứ không cần biết là số lượng là bao nhiêu hết trơn á. Vậy mà cuối cùng là vừa xây xong cái cầu nè, mọi người coi nè. 1 2 3 4 5 đây, một cái lồng đèn. Tiếp tục 1 2 3 4 5 một cái lồng đèn. Và 1 2 3 4 5. Đó, nói chung là nó chia đều quá luôn. Đó. Có nghĩa là tôi xây nhưng mà kiểu như là tôi không có đếm. Tôi chỉ kiểu như tôi xây từ đây tôi xây qua tới bên kia, nó hơi một gì đó. Chứ tôi không có đếm số lượng ha. Cái cầu này dài bao nhiêu ô hết trơn á. Cuối cùng ha, xây con cuối cùng vô tình đủ luôn nè. Đó. Đó, cứ cắt 4 ô treo một cái đồ đẹp là đủ luôn. Quá hay vãi, hay phải chịu. Rồi bây giờ tiếp tục tương tự bên đây là xong rồi mọi người. Đó, thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Chào chúc mọi người một tuần lành và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Bye bye nha. Xây có cây cầu thôi mà lâu thì ấy à, tập này không được cần cù về bộ siêng năng cho lắm. Tập này không được cần cù bộ siêng năng nha mọi người. Tập này là cần cù về bộ mất thời gian, bộ mất công sức nhờ về đồng ý luôn mọi người. Đó. Đó, nguyên cái buổi đồng hồ nhưng mà xây được có cái cầu à. Đó. Mà cái cầu này là con gian cù gì cũng như đó thôi này. Cái thằng cù bình thường đó. Còn bàn phím nó còn bị tào lao, nó còn bị tiền liệt nha. Còn có công an đó chứ. Đó rồi kìa. Trời ơi, bấm công an đó. Nhìn xem cái cầu của tôi nè mọi người. Ôi ôi xấu ăn chứ chưa. Mà tôi kể đi là biết rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Bye bye.